Hello mọi người nha, mình đang có mặt tại văn phòng của BVN nè. Thì BVN là một cái đại lý của Unisolar ha. Unisolar. Thì ở đây văn phòng của BVN đang setup này khá là đẹp ha. Thì ở đây có một cái bộ dummy của Synergy. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành kết hợp với team BVN, Unisolar kết hợp với team BVN này thì sẽ đi lắp đặt một cái bộ đây ha. Thì một bộ đây mọi người có thể thấy là một bộ inverter 6kg ha, kết hợp dưới đây là một bộ bắc 8kW nè, hai bắc 8 này và một bắc 5, thì tổng cộng là khoảng 21kW lưu trữ cho một hộ gia đình này. Vì cái nhu cầu sử dụng ban đêm của gia đình này cũng khá là nhiều á, nên gia chủ quyết định là lắp đặt 21kW lưu trữ như này. Mình đang có mặt tại Nha Trang đây thì, và đây là căn nhà của gia chủ á. Thì trên mái đang sử dụng 18 tấm pin GA550 hai mặt kính đấy, và trong này là sản phẩm của Synergy ha. Đây, sản phẩm của Synergy thì đây là cái inverter 6kg nè. Inverter của Synergy là inverter 6kg nè, cộng với 3 bát pin ha. Thì mọi người thấy ha, kích thước nó như nhau nhưng mà bát pin này dung lượng khác nhau nè. Dung lượng của hai bát pin dưới này là 8kW và bát pin trên cùng là 5kW. Thì đây cũng là một cái ưu điểm khá là hay của nhà Synergy. Thì có nghĩa là sẽ kết hợp được những cái khối dung lượng khác nhau chung một khối như này đó. Và nó sẽ tạo thành một khối all in one như này, rất là đẹp ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn mọi người ở video lần sau.